Ngày 19 tháng 12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Hưng, sinh năm 2008, trú tại phường Tỉnh Hải, thị xã Nghi Sơn để điều tra tội giết người cướp tài sản. Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 18 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được tin báo của Công an thị xã Nghi Sơn về việc phát hiện chị LTH, sinh năm 1995, trú tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn bị sát hại tại quán bán tạp hóa của gia đình. Trên thân thể nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt. Đồ đạc trong quán có dấu hiệu bị lục soát. Chỉ sau 3 giờ tiến hành truy xét và rà soát xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, lực lượng công an đã xác định được đối tượng gây án và tổ chức bắt giữ Lê Ngọc Hưng, thu giữ toàn bộ tang vật gồm 1.372.000 đồng và một chiếc điện thoại di động. Tại cơ quan công an, Lê Ngọc Hưng khai nhận do nghiện game và cần tiền tiêu xài cá nhân nên Hưng nảy sinh ý định giết chị H để cướp tài sản. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12, Hưng đi bộ từ chỗ làm việc đến quán tạp hóa của chị H, ngồi uống nước và chờ thời cơ thuận lợi để thực hiện ý định phạm tội. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, phát hiện thấy xung quanh đều vắng vẻ, chị H ở trong quán một mình nên Hưng đã đi vào đạp chị H ngã xuống nền nhà, sau đó lấy một con dao ở bàn bếp chém nhiều nhát vào người chị H. Khi thấy nạn nhân bất động, Hưng đã lục soát túi tại quầy bán hàng của chị H, lấy 1.372.000 đồng và một chiếc điện thoại di động, sau đó bỏ trốn. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Hưng về hành vi giết người cướp tài sản để xử lý nghiêm theo pháp luật.